Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ tiếp theo trong phần desktop. Ở đây là Twist, Wave và ZipZap. Đầu tiên các bạn vào filter, chọn desktop, Twist. Chúng ta sẽ xoắn đối tượng này. Twist khống chế giữa các cực âm và dương. Ở đây tôi giảm âm thì nó cũng xoắn, và giảm dương thì nó xoắn ngược lại. Dương xoắn theo chỉ kim đồng hồ và âm xoắn ngược chỉ kim đồng hồ. Thì hình chúng ta hiển thị review ngay lập tức ở trên này. Đây là vài hiệu ứng nâng cao trong Photoshop, có thể ứng dụng một số trường hợp đặc biệt. Tôi OK đóng lại và có hiệu ứng ngay lập tức. Và bây giờ tôi F12 revert lại. Chúng ta tiếp tục khám phá chức năng tiếp theo trong desktop. Chúng ta có wave dạng sóng. Ở đây chúng ta có những đối tượng tạo sóng, bao nhiêu bước sóng và chiều dài bước sóng là bao nhiêu. Wavelength và độ nhiễu của nó và cao độ bước sóng. Ngoài ra các bạn thể scale lớn hay nhỏ và các biên dạng. Đây là đường Sline, còn dạng này sẽ là khác, và square dạng vuông. Thì tùy trường hợp các bạn có thể chọn đối tượng này, hoặc là các bạn có thể bấm random để tự động trộn và chọn các tùy chọn này. Thực ra những đối tượng này thì rất ít dùng thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải tìm hiểu cho biết. Nếu đồng ý các bạn thể OK, còn tôi không đồng ý tôi can ra ngoài. Và chúng ta tiếp tục chọn về đối tượng filter desktop và các bạn chọn chính xác. Đối tượng này chỉ tạo ra những hình zigzag mà thôi. Các bạn thấy biểu tượng ngay trên màn hình, cường độ bao nhiêu. Cái này mình có thể áp dụng làm giả mặt nước được. Và đây nó có các tùy chọn khác nhé, Around Center, trong tâm hay ngoài tâm, nó thể hiện rất rõ ở đây các bạn. Nếu đồng ý chúng ta có thể OK. Ví dụ tôi thích mặt nước kiểu này, tôi OK đóng lại.